Kỳ vô anh em Rồi. và chào mừng anh em với cái channel của Stalin nha. Bữa nay mình đây. Ok, và hiện tại là vẫn như thường lệ. Mình đang làm clip lúc là 1 giờ sáng đây mà. Ừ, không, chưa tới 1 giờ sáng nha. Ra là tao điêu anh em á, nhưng mà đây là 0 giờ 47 rồi và mình vẫn còn thức để mà gán tranh thủ làm clip này cho anh em xem để mà sáng mai anh em có clip anh em xem. Có một cái thông tin như thế này, đó chính là ngày hôm qua là mình đang định làm quay một clip nói về cái sự kiện, nhưng mà tôi cũng mới biết tại sao mà ngày hôm qua gọi là bên Free Fire anh em thì họ mới ra sự kiện mới này mà đấy, trong khi cái gọi là sự kiện mới của chúng ta ngày hôm qua là thật sự là có nha anh em, có ngày hôm qua là có sự kiện mới nha chứ không phải không có đâu. Thì lúc hôm qua mình có nhận được một cái tin từ bạn gọi là Enrob Free Fire, cái link ra cho mình một cái thông tin sự kiện, đó chính là sự kiện khẩu bởi chính ủa khẩu ba cao phèo chế tác sẽ quay trở lại với anh em đấy, thì trong vòng quay của ông thôi nói chung không có gì đặc biệt, nhưng mà mình hơi khó hiểu đây chính là có từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3 nhưng mà tại sao lại không có trong game, mình hơi thắc mắc chỗ đó luôn. Ok, và hiện tại mình cũng mới biết tại sao còn được 5 vé quay trong vòng quay hết khách tâm binh này anh em. Đấy, vòng quay hết khách tâm binh này thì còn khoảng 11 ngày nữa chúng ta sẽ hết hạn, cho nên là những bạn nào mà chưa có định săn cái bộ này á thì anh em cũng cân nhắc đưa ra sự lựa chọn ngay lập tức nha. Cái này thì mình không không khuyến khích anh em đâu, nhưng mà vòng quay này khá là đắt anh em. Đấy, có đồ thích khách thiên tâm của nữ á, ở thích khách kim hạt chứ là hết lâu, trời ơi 220 hiệu em vỡ, mình review cho anh em xem rồi, tỷ lệ thì nó cũng chát lắm anh em, mà không dễ ăn tí nào đâu, cho nên là anh em lựa cơm mà gấp mắm nha. Tôi không tư vấn cho anh em lấy cái vòng quay này, cho nên là thôi anh em nào có điều kiện thì anh em cứ lấy bình thường không gì cả, đừng để đừng để hết sự kiện này mà lâu lâu mới có lại lần. Ok, và tiếp theo thì hôm nay thì không có sự kiện rồi đó anh em, nhưng mà mình có một cái hai cái, thứ nhất là liên quan đến cái thứ nhất là chúng ta sẽ liên quan đến cái gọi là cái phần quà free mà anh gà sẽ sắp cho chúng ta nhận trong gọi là tháng tháng tư thì á, mình nhớ vậy đó, trong cái mùa mới chứ không phải tháng tư, thì đó chính là phần quà gì. Thì trong cái bài viết gần nhất của bên Gana Free Fire á thì họ có ra một cái và là một cái status như thế này, đó chính là cập nhật đánh bìa luôn đó, thì tháng 3 ai cũng có quà, chắc chắn nhận đồ chưa sở hữu này anh em. Đấy thì họ nói là hạ ngục gì vua hạ ngục lần đầu ra mắt từ 22 tháng 3 cho đến là ngày 4 4 tới 4 giờ sáng ngày 8 tháng 4 với nhiều yếu tố thú vị dành cho những tay chơi sinh tồn đích thực, sinh tồn thức địch. Ủa gì à, thích đực anh em ạ, nói thích đực lộn lộn tớ lộn nha anh em, đừng để ý cái viên khúc này nha anh em. Ok, và chúng ta sẽ kéo qua sự kiện cũ, người mới ta với bể quà bao nghe bắt lát, đặc biệt là trăm phần trăm các bạn nhận được đồ chưa từng sở hữu. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có một bộ thỏ, thỏ này là thỏ phi hành gia thì phải, và một bộ đồ tôi quên tên mất tiêu anh em, nhưng mà bộ này hình như mình có mình nhớ à bộ ông trùm bạch hồng anh em, mà còn bộ này thì tôi cũng quên tên anh em, bộ nữ bên trái tôi quên rồi, thì hình này nó khá là mờ cho nên là nếu mà bạn nào không nhìn thấy được á thì anh em cố gắng đợi tới sự kiện ra mắt nha, ngày mai là tới rồi. Và chúng ta có ba lô này, ba lô thỏ này, rồi một cái ba lô gì đó như ba lô biến hình hay sao á, và skin của Katana là bạch tuyết đó, Katana tuyết hồng, và một skin chảo hình như giống như chảo huyền vũ hay sao ấy, và hai cái skin nữa chính là một hòm sét và một bông keo, và đặc biệt là chúng ta sẽ có một cái bộ đồ như em đó, trở thành vua để nhận thêm điểm ganh và cái gì và tiền và xu này mà săn vua hạ ngục để trở thành vua hạ ngục mới, tức là khi mà chúng ta chơi trong chế độ sinh tồn á mà chúng ta là được người là khiêu nhiều người á, khi được nhiều người thì anh em sẽ trở thành vua trong sinh tồn đó, cho vua trong chế độ sinh tồn đó, và khi mà anh em gọi là bị người khác khiêu lại á thì người đó sẽ trở thành vua đấy, như thế thôi. Và bên gọi là cái phần thông báo của bên Gana Free Fire họ cũng có ra một cái thông tin, đó chính là đủ 10.000 vote thì sẽ nhận được một cái skin, đó chính là skin ba lô gì thì phải đó. Thì cái phần vote này anh em không vote cũng được, nói chung là không có cần gọi là anh em gọi là vote đâu anh em, thì nếu mà anh em nào muốn lấy ba lô này á thì anh em có thể mua đây vote, nhưng mà mình nghĩ á là nếu mà anh em gà muốn cho vote một cái sự kiện gì đó quan trọng thì mong manh là ra cái gì đó xịn xịn xíu đi, mấy cái món đồ này á thật sự là chúng tôi không có cần thiệt luôn, nó thẳng ra như vậy luôn, anh em cần thì anh em cần, nhưng mà thật ra là mình biết thừa luôn đó, là tất cả những bạn mà đang chơi Free Fire trừ những bạn mới tạo mạc nha, thì những món đồ đó là anh em coi là em coi không có gì hết trơn á, thì tặng mấy cái hành động mà cho chúng ta chơi hoặc là những cái gì mà chúng ta có hàng ngày á, một cái nắm đấm cùi mía cũng được nữa anh em đó, cho dù 100.000 like hay là 1.000.000 like luôn tôi nghĩ là vẫn được nha,
Đó, hy vọng là anh gà có cái gì đó hấp dẫn người chơi xíu được không? Đậu xanh vote một sự kiện mà tự nhiên cho đúng một cái ba lô nhìn lõ quả chưởng. Ok, thì nói chung á là tùy theo anh gà thôi. Anh gà muốn sao thì đi vậy đi anh em. Ok, thì bên cạnh cái sự kiện đó thì mình còn nhớ là một video mà bên cái là ông là đài phát thanh cổng trời của là đội ngũ gà ghế nè các anh em. Ấy thì ông có đăng một cái video chính là sự kiện sắp ra mắt chắc và ngon, và sự kiện này khả năng cao là sẽ liên quan đến sự kiện mà mình vừa mới nói cho anh em á. Đó thì nó sẽ có là khả năng mà chúng ta sẽ nhận được cái chính là trang phục. Đấy, anh em có thể thấy là chúng ta có ba bộ trang phục, trong đó có một bộ là một trong cái sự kiện kỷ nguyên mới này mà thời lúc bộ này đến Manfree á. Tôi nghĩ là không giòn đâu anh em, không giòn đâu. Thì nếu mà anh em nào có rảnh thì mình xem kỹ lại cái đoạn video này, em sẽ phát hiện ra một cái điều, đó chính là nó sẽ hơi lương lương chỗ là người ta không có phải là người ta nói chắc chắn là cái này sẽ được miễn phí, mà chỉ là có khả năng thôi. Đó, bên cạnh đó chúng ta có băng lướt nè, rồi thêm cái skin bông keo nè. Đó, skin bông keo lúc nãy trong cái hình kia cũng có đúng không anh em? Đó, skin chảo cũng có luôn, nhưng mà mình nghĩ là đây chỉ là hình ảnh minh họa thôi anh em. Và đặc biệt đó, em thấy gì không, có luôn cái sự cây win là trực tiếp anh em. Mà đấy, trời ơi, làm gì có anh em. Em nghĩ coi cái sự cây win đó anh gà bán với giá là đâu đó là khoảng 700-800 kim cương nếu mà anh em mua lẻ. Còn nếu mà anh em mua chung với cái gọi là em mua chung với cái chỉ là anh em mua chung với cái chuyển đồng luôn á, chuyển đồng này nè, thì nó khoảng 1,5 kim cương á, chứ đâu có rẻ đâu anh em. Vậy nên á là khả năng cao là nó không có thiệt đâu anh em. Và nếu mà anh em nào mà vẫn còn hy vọng là ừ anh gà sẽ chặn cho chúng ta cái đó thì thôi 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 anh em ơi, thôi mình khuyên anh em là thôi đi, không có đâu anh em. À đây thì mình sẽ cho anh em xem cái bộ sưu tập của cái đó nha. Tôi không biết là trong nick này có hay không nha. À, nick này hình như là nick này không có anh em ơi. Về cơ bản là nó là một xe gọi là cái trượt tuyết anh em, một cái skin xe trượt tuyết á, chứ không có gì trơn á. Anh em nào mà gọi là hy vọng thì anh em hy vọng đi, còn tôi thì tôi không không hy vọng, tại vì hy vọng quá là sẽ đau lòng anh em. Mà và trong video này mình có một cái mới mới nữa mình muốn test cho anh em xem, đó chính là một cái code nha anh em. Và cái code này mình gọi là lướt lướt Facebook mình lại thấy anh em. À thì hôm trước mình đã có gọi là chia sẻ cho anh em về cái kinh nghiệm để mà né những cái trang web scam ra đúng không, thì một trong những cái trang web scam nữa mà mình tìm được đó chính là đây, like bếp chạm mốc nhận ngay code về đấy, và để là 50k lực nhập, mà trong khi là cái code này mình cũng không biết là có thể hay không nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử là nhập thử xem một cái code này sẽ hiệu quả như thế nào, và chúng ta sẽ là CDFF NAHK đúng không, thì chúng ta sẽ vào trong trang nhập giúp code của Garena FIFA chính thống, rồi chúng ta nhập thử xem. Nếu mà thật sự là code này nhập được á, à, cái trang Fake đó anh em, thì họ lấy gọi là cái code của gọi là bên Free Fire để mà ra họ làm để mà scam anh em ạ. Đấy, và NAHK đây, thì bên đây mình test thử cho anh em NAHK 3MS nha anh em. Đây, NAHK 3MS. Ok, thì chúng ta sẽ có cái mã code như thế này, để hy vọng là chúng ta có được cái gì đó, nhưng mà tôi chắc chắn với anh em luôn sẽ không bao giờ có nữa. Mà thường á là mấy cái trang mà kiểu như là trong Facebook mà kiểu là nó sầm sàm với anh em, và họ kiểu như là câu view này kia, thì họ sẽ có xu hướng là tạo ra những cái code, không phải tạo ra những cái code mà là họ gọi là scam những cái này nè. Đấy, NAHK 3MS đúng không, rồi ok xác nhận thử xem như thế nào nha. Đổi và thất bại, code bạn dùng không đúng hoặc đã được sử dụng. Đấy thì đôi anh em có thể thấy là nó không có gọi là nó không có phải là thật anh em. Đấy, trừ khi là cái code này đã được sử dụng rồi và có người là nhập rồi đấy thì mình không biết nha. Nhưng mà cơ bản là những cái trang web mà liên quan đến mà trên Facebook mà kiểu như hiển thị lên mà web mà nhiều người like kia này kia, mà kiểu đồ dễ ăn như hôm bữa mình nói với anh em á, thì nó khả năng cao là scam, và em dễ bị mất cái tiền về cái những cái đó lắm nha. Vậy nên đó là mình nghĩ là nếu mà anh em gặp những tình huống đó thì anh em cứ là bấm vào rồi nút ba chấm trên Facebook anh em, và anh em bấm vào nó chính là báo cáo gian lận hoặc là gọi là lừa đảo gì đó, thì anh em báo cáo để góp phần làm cho Facebook nó sạch và làm những cái nền tảng của chúng ta nó sạch lên nha anh em. Chứ không thôi là nói chung là anh em không bị nhưng mà người khác sẽ bị, tại vì lúc trước á, anh em mình chơi một cái tựa game tên là Liên Minh Huyền Thoại mình cũng đã bị, nhưng mà lúc trước mình bị một cách là trắng trợn lắm. Lúc trước là mình để mình kể cho anh em nghe, mà anh em không muốn câu giờ đâu, nhưng mà mình sẽ kể cho anh em nghe về cái câu chuyện mà mình đã từng bị scam chơi một tựa game mà nó scam vào chính cái tài khoản, nó cho scam vào chính cái hòm thư của nhà phát hành game luôn. Đó là mình đã chơi một cái tựa game đó chính là Liên Minh Huyền Thoại đúng không. Lúc trước là trước khi mà anh em vào game Liên Minh Huyền Thoại anh em chơi á, thì anh em sẽ thông qua một cái cổng đó chính là cổng Garena, và cái cổng đó chính là
kiểu như là để cho anh em log in đăng nhập cái tài khoản của anh em vào để mà anh em gọi là chơi game anh em, và anh em phải trải qua cái cổng đó, và sau khi anh em log in thành công á thì anh em mới có thể là vào chọn game để mà anh em chơi, đó là đi mua điện thoại đó mình chưa nói nha. Đấy thì khi mà anh em log in vào như thế đó thì bên gọi là Gana sẽ gọi là cho anh em cái chỗ đó mà thông báo này kia, nhưng mà tôi không biết tại sao nha, nó hiện lên một cái bức thư, mà bức thư đó là của mấy thằng scam đó, nó hiện lên bức thư của mấy thằng scam, và mấy thằng scam đó anh em, nó kiểu như là nó dùng chính cái danh tính của nhà phát hành game, nó gửi vào cho là tất cả những người chơi trong cái gọi là cái game đó luôn đó, không riêng gì cái game mà mình đang chơi nha, mà tất cả hệ thống game của Gana luôn đó, chỉ dùng chung cái ứng dụng đúng không, thì nó gửi cho tất cả những người trong cái gọi là sử dụng cái tài khoản Gana luôn đấy, và nó là bảo là nạp bao nhiêu đó được khuyến mãi, và nạp vào trong web đó thì nạp nhớ nạp 100k hay 50k vậy đó, từ 50k thì em sẽ được nhận đó chính là bao nhiêu cái GB á, và GB là cái gọi là giống như kim cương bên Free Fire anh em đó, thì khi mà mình nạp vô á mình mới phát hiện ra một điều á là nó không có cho mình cái gì hết trơn á, nạp vô xong rồi cái bạn đã hoàn thành bước đầu tiên, sau đó thì bạn hãy nạp thêm 100k nữa, là lúc này mình không còn tiền đâu anh em, tại vì hồi lúc đó mình mới học lớp 10 hay à, lớp 11 này, lớp 11 mình nhớ rất là rõ luôn, là lúc đó mình học lớp 11 mình đâu có tiền đâu mà nạp vô, xong rồi cái mình phải bỏ luôn cái thẻ ra thẻ điện thoại này đấy, xong rồi cái mình mới mình chơi bình thường thôi, không có chuyện gì xảy ra trơn cho đến tháng sau. Vô đăng nhập vô bình thường á, cái báo sai mật khẩu các kiểu, rồi thế là cái hạt tôi đi mất tiêu luôn em đó, và từ đó trở về sau ha, khứa nào mà liên quan đến scam này kia tôi nhìn phát tôi biết ngay, và thấy anh em chứ tôi lên án rất là sâu sắc mấy thằng khứa đó này, mà tại vì nó kiếm tiền trên gọi là cái đồng cái thực sự thiếu hiểu biết của người khác, và đó là một trong những cái tội ác lên em đấy, vậy đó là nếu mà được á thì anh em hãy tuyên truyền những cái thông điệp về cái sự là minh bạch đi anh em đấy, nếu mà vấn đề gì mà liên quan đến tài khoản mật khẩu á, thì anh em liên quan đến cái đó là nó rất là phức tạp, vậy nên nếu mà anh em gặp những tình huống như đó thì anh em hãy cố gắng là nếu mà thấy ngửi ngửi được cái mùi scam rồi á thì anh em làm ơn là anh em hãy gọi là cho mình một cho nó một phiếu report nha anh em, cho nó một cái phiếu report để cho nó có thể là bay càng xa càng tốt nha, để cho dễ nè, chứ thôi lẫn scam em là tới công chuyện luôn đó, lúc đó thì mình không có giải quyết được đâu nha, cái này mình lưới cho anh em. Ok, cảm ơn anh em có nhiều người đã theo dõi hết của mình nha anh em, của giờ thì bye bye anh em, chúc anh em ngày mới vẻ và hẹn lại anh em vào những video lần sau trên kênh mình nha anh em, bye bye.